Con, chị lắp video gì mấy chữ bè? Tự nhiên nở tiếng Anh chị á. Khách Tây lên Đà Lạt nhiều mẹ mới biết làm. Mấy chữ bè? Hai chữ bè. Mẹ đi ra đi, con đang học bài mà. Chị đang học bài. Ủa chị, sao cái quần này không có nút? Tại mẹ hỏi mẹ đó, sao biết được? Mẹ không biết, mẹ kêu em hỏi chị. Tại mẹ kêu cái quần nào có nút quá. Chị, em thấy cái nút rồi nè. Con đang học á hả? Dạ, có gì căng thẳng. Hồi nãy con chỉ cho mẹ hai chữ B hay là hai chữ Y. Hai chữ B. Bây giờ con đang học bài. B. Hai chữ B là chữ gì vậy? Mẹ thấy chưa? Con đừng có cố gắng quá nha con. Giữ sức khỏe. Hai chữ B. Rồi, lấy hộp quẹt luôn.